anh đó nha, cũng nhiều chiêu thiệt đó. Đau em, anh không biết nâng niu bông hoa gì hết đó. Bà là ai vậy? Sao bà vô nhà tôi? Là ai hả mày? Đồ thứ trơ trẽn, trà xanh, dám quen chồng người khác mà còn dám lên mặt nữa hả? Cuối cùng bà là ai? Sao bà dám vô nhà của tôi? Bà còn đánh tôi nữa. Tôi nói cho bà biết nha, tôi báo công an đó. Chửi hả mày? Chửi hả mày? Mày chửi chồng người khác mà còn hăm dỗ hả mày? Anh Quang! Tao hả mày? Anh Quang ơi! Anh đâu rồi? Anh Quang! Kêu thằng Quang hả? Kêu thằng Quang làm cái gì? Tao là mẹ nó nè. Kêu đi cầu cứu hả? Được rồi, tôi cho hai đứa bay đoàn tụ. Thằng Quang đâu? Vô đây. Anh Quang, chuyện này là...